không thì dương ở trên Na Uy còn nhỏ nó cũng hay lắm không, nó nghiên cứu lên Google nó kiếm cái tài liệu được cho nó đúng rồi nào thì dương á. Không biết người đó nhỏ không biết biết ở Na Uy á, con nhỏ đẹp lắm mà nó ở đâu Mỹ Tho rồi công gì á, Bến Tre hay gì mà ở Bến Tre cái vùng đó đó, Long An. Long An đúng rồi. Nó cũng đẹp mà nó nói, nó bây giờ nó nói con đi tìm mấy cái Google thì con mới biết sự thật của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là sao. Nó chửi về công dữ lắm á, mà nó chửi cũng văn chương chứ không phải chỉ chửi lụi lặng nha, chửi đàng hoàng. Chửi mà chửi cái bằng đau đầu về cộng lắm á, mở mắt người ta mở mắt khai thông khai trí, nhiều người bị u mê bị cộng sản, thì cộng sản nó ru ngủ tương truyền láo khét. Ông nội hồi đó ông nội trước á cũng cũng như là hồi đó năm 45 mà tụi Việt Cộng nó mới dành là cách mạng tháng 8 rồi, thì ông cũng đi theo nó đó, ông làm nhiệm vụ lãnh đạo cái sự vụ từ ủy ban kháng chiến miền Đông Nam Bộ mà đi về miền Tây Nam Bộ đang mua gạo giúp tới cho miền Đông mua gạo, thì ông với bác Bảy Quỳnh cũng làm chung, thì hai anh em mới về Cần Thơ. Về Cần Thơ thì bà nội với chú ba đóng cửa gửi chìa khóa cho nhà kế bên, nói chuyện ba với ông nội mới về thì mới biết rằng bà nội, tức là bà cố với chú ba đi lên Bình Thủy, nhà của má của bà cô Mỹ Lệ, thì mới đi xe lôi từ đó hồi 5 giờ chiều đi lên trên đó chừng có 6-7 cây số à. Thì ông ngồi bên mà ông còn nhớ cái câu ông dặn: đi về con đừng có kêu thằng rắc nha, con kêu nó bằng thằng năm. Thì chú ba tới thứ năm rồi, ba con người em thứ ba chết sớm đi, mới có 1 tuổi là chết rồi. Rồi người em thứ tư là chị của chú ba đó, 6-7 tuổi đó cũng chết đi. Thì ông nội mới nhắc con đừng có kêu rắc nha, con kêu chú kêu bằng năm, hãy cho tụi Việt Cộng nó đừng có kiếm chuyện với mình. Thì ông gì đó đâu 5-10 bữa gì đó, cái tụi ủy ban nhân dân thì ở chỗ làng đó đó, nó mới mời ông Dượng, tức là ba của bà con Mỹ Lệ đó, với ông nội tụi con đi qua bệnh, mà đi qua hồi 5 giờ chiều bơi trong bản con bản chèm tới 10 giờ khuya đó. Thì ông Dượng về nói là họ giữ thằng quên lại rồi, bây giờ lấy cái mùng với một cái mền tôi đem qua cho nó. Thì đó tới đó rồi ông nội đi luôn á, vì nó bắt cái chừng tay mà nó quánh tới lần rồi nó chiếm một lần đó, thì nó mới di tản mấy người tù mà nó nghi mình đó. Rồi nó bắt đi xuống là xuống tới Cà Mau, xuống tới Cà Mau cái chỗ mà gần Hào đó, nó có trại tù binh nữa đó. Rồi ủy ban tòa án nhân dân nó lên án mấy người mà nó giết á, thì có ông nội với bác Bảy Quỳnh với mấy người nữa, hết là 11 người nó giết được đó. Đêm 14 rạng rằm tháng giêng năm 1946, người ta về cái cho hay, người ta về ở nhà cái cho hay. Mà đó ta nghĩ bây giờ mình nhỏ đó, mình nhỏ mình ngu lắm, 16 tuổi mà mình cũng biết gì thôi, chứ mình không có đau khổ mà không có gì chứ á, mình có ham chơi mà. Vậy mà 2-3 bữa sau cái mà ngủ trong giường, ngay giường ba vô tu ba ngủ chung, con đôi đốm bự đúng không, màu xanh chiếu sáng bay xung quanh giường ngoài cũng như cái hồn của ổng á. Mình đi mình bỏ mẹ già mình rồi với hai người con, thì cái hồn hiện hình hiện về bằng con đốm đốm nó bự, nó bay xung quanh cái mùng á. Mà đó mình thấy thì cũng thường không có gì, nhưng mà sau này tới bây giờ giờ phút này là 39 mấy tuổi rồi, mà bà nhớ tới cái cảnh mà ông nội bị giết đau đớn quá. Nó nghi là gián điệp cho Tây, nhưng mà ổng là đem cái giấy của ủy ban nhân dân miền, ủy ban kháng chiến miền Đông Nam Bộ đi về miền Tây Nam Bộ là mua gạo tiếp tế cho miền Đông, mà nó không tin, nó là làm gián điệp cho Tây. Bao còn cái miền Tây giấy tờ cái khu khách nó có cho
sau khi ông chết rồi nó để là hành tích rồi posting rồi, tức là sau khi chết chữ đó con chắc con không biết đâu, phải dở từ điển pi nha, để chữ này chứ anh nó cũng vậy đó, p o s t s là chữ h đó, u n có thêm chữ y, chữ y là có thêm chữ y đó là tiếng Pháp mà cái chữ anh nó không thêm chữ y, là posting, hành tích là posting, p được khỏi đó ha, posting là post office hay post là sau á, à post là sau đó, posting là k s u n đó. Mấy này cô có nó giết nhiều người chứ phải chỉ ông nội không có. Ờ, giết nhiều mười mọi người trong đó. Nhưng mà nhiều người khác nữa, nhiều người. Nhiều nó buộc cái tội khác. Còn cái tội này là cái tội là gián điệp cho Tây. Nó giết lúc đó là nó lườm lên, nó giết nhiều người lắm đó. Giết quan lắm ông con ơi. Bây giờ mới nhớ là nó, nếu mà mình không dám mà mình nói Chúa rồi Thượng Đế cái tội mình không dám buộc tội ai. Nhưng mà tội trời, cái tội trời ngút trời của tụi Dư Công mà nó giết quan dữ rồi ra là ngút trời đó. Thì ông Dưỡng ba của cô Hàm, bà cô Mỹ Lệ đó, cô Mỹ Lệ vô nhà giết hai thằng. Bữa đó trưa, một hai giờ trưa đó, ông đang trời mưa nước lắm, ông hứng nước. Hai thằng ở trần, hai thằng vô, ông ở trần bằng quần lãnh đen. Thì nó chạy ở đằng sau giường á, chạy lên, ông thấy là ông biết là trời đang là vô cái chuyện rồi. Ông chạy ra ngoài sân á, sân chạy ra bắn ông này nè, ông nằm ông chết luôn, bắn ngay tim mà ông đeo một chiếc cà rá mà có hột sàn mà nó không có lấy tại vì không biết ông nó thù hoàng ổng hồi nào á, hồi ổng còn sống ổng đối xử đó sao mình không biết nha, nhưng mà nó thù hoàng ổng chứ còn ổng muốn làm gì chứ á, ổng chỉ có viết giấy, ổng ký giấy cho người ta đi về người ta làm ăn, ổng làm cai tổng mà ở làng đó thì mấy người ta tản cư về đó, người ta hội cư về, ông làm cái giấy tư pháp là bằng laissez passer để cho đi về làm ăn, ông làm giấy người ta về ra là ông ký tên cho đi về làm ăn, vậy mà nếu giấy dán giấy ở trước nhà nó hâm dọa nó, ông đừng có làm gì nữa, đừng có cho người ta về làm ăn nữa, để biểu người ta phải trả cư, ông nói tôi không có làm gì, tôi chỉ có viết giấy tôi để cho người ta về nhà người ta làm ăn, vậy mà nó giết trả cư lấy gì ăn, không làm ăn lo chạy giặt không rồi chết đói sao? Nó tàn nhẫn tới cái vụ đó đó còn biết à, nó tàn nhẫn tới vậy đó, cũng như hồi mà 75 mà mình vô đó thì nó nói ở đâu ăn đó, không có làm không có đem, ở đâu trồng khoai mì như trong nhà ông ngoại chúng bà bèo còn khoai mì thì trồng khoai mì nha, không làm ruộng không gì hết á, tôi mới cái chính sách gì kỳ á, ba chạy xe máy từ ở Long Định đó mà ba đem ông ngoại ông có làm con heo gì đó cho mình 5 kg mà bà để xe đạp á, bà đạp từ ở Long Định mà tính đến đi về tới Thủ Đức không, mà đi về tới Long An là có cái tụi cách mạng 30 mấy thằng đầu cổ chôm bom nhà quê mà nó có một cái tròi lá, giữa nó có hai thằng cầm súng AK nó chặn ba lại lấy mấy cái rồi lấy hết trời. Mày không giết không mày không giết là mày à, còn kỳ nữa có một thằng công an nó chặn nó tính lấy chiếc xe đạp của ba, xe đạp mà chú sử dụng chú để lại đó cho bạn ngon lắm, cái chừng mà nó muốn lấy rồi lúc đó cũng gần tới gần cái Sài Gòn rồi cũng như Bình Chánh rồi đó, nó chặn nó muốn lấy xe đạp, tôi nói bây giờ anh muốn lấy nè, đi tới đâu tôi cũng đi tới chừng á, tôi có tôi làm chân tôi về tôi đem gạo về tôi cho con cá tôi ăn mà sao đây? Bà có chở thêm bịch gạo. Cái đó, nó nghĩ sao nó nói thôi anh đi. Nó lấy gạo mà. Nó lấy gạo. Nhưng mà nó không lấy xe đạp. Không lấy xe. Mà định lấy xe đạp. Tôi lấy xe đạp luôn. Nó nói bây giờ anh đi tới đâu tôi đi tới tôi không được cái xe đạp này là kiếm cơm tôi nuôi vợ con tôi mà anh gạo anh lấy đi. Mà gạo ba chở từ Long Định là về Thủ Đức. Ờ. Nó thấy mấy người gì cần nó hỏi ơi à. Dùng ác mà. Cái lòng dạ nó là ác à, đầu óc à. Nó không biết cái đã phải là gì, chứ không biết công an cái đảng nó biểu làm gì nó làm đấy, cái đảng nó là ác rồi, bởi vì mình thấy
nước của mình đó. Cái là cha Hồ Chủ tịch đó là nó đem cái chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô mình đem về, nó thống trị nước Việt Nam mình, là mình khổ, là mình khổ. Mới coi hồi nãy nè, ở Biên Hòa ngập nước, Sài Gòn ngập nước rồi, Đà Lạt cũng bị ngập nước luôn. Đà Lạt đây là đất núi mà cũng cao nguyên kia đó là đất là cao mà cũng ngập nước luôn à? Rồi nhà đất thì bị sạt lở rồi, sạt lở rồi đó, ở mấy cái ở bờ kè gì đó ở gần ở Sài Gòn này chứ không đâu chứ á, quận 7, quận 8 gì đó. Mới có hồi nãy trời nước ngập Biên Hòa, nước ngập trên nửa bánh xe hơi rồi, gần tới trên cái xe đó, cái sàn xe đó, nước ngập gần tới đó rồi.